Bản tin thời sự trong nước, bản tin mới nhất trong ngày có những mẫu xe đẹp giảm giá kịch sàn đến với tay người sử dụng. Xin mời quý vị xem tiếp chương trình. Hôm nay Trần Anh đập hộp nút bạc YouTube nha. Cái gì mà gửi về từ nước ngoài nhưng không lớn lắm này. Đây là cô. Cái này là hàng nước ngoài gửi về đây. Đã lâu lắm rồi. Tôi ra trước rồi chứ. Đây đây, đó, nút bạc YouTube nè. Nói chung đây có bạc, có tiền nữa nè. Chà, một cái hộp khá là to. Ô, chà, đây nè. Ô, xốp. Xốp nè. Và đây thêm một cái này là YouTube. Bạn có là người đầu tiên đăng ký kênh của mình không? Chắc chắn rồi, là phải có rồi. Kênh mình mà không đăng ký sao được. Và thêm một cái chữ của người nước ngoài, Jolly gì đó, giám đốc điều hành YouTube. Đó, cái này là Trần Anh đập hộp nha. Đập hộp hàng xịn luôn nha, chứ không phải mua hàng chợ đâu. Ô chà ơi, cô chú anh chị đẹp không? Ô bạc nè. Không biết có mẹ kim cương trong đây không? Mẹ kim cương thì bán đi đỡ khổ quá. Đây cô chú anh chị. À, 100k sub nè. 100k sub thì chúng ta sẽ được một cái nút bạc YouTube như thế này nha. Nhìn rất là sang trọng. Có khắc tên của Trần Anh ô tô nè. Sáng à, anh chị, là sáng như gương luôn. Đẹp. Phía sau nè, phía sau là nhà thiết kế đã làm cho chúng ta là có thêm hai cái móc treo. Nha cô chú anh chị nha, móc treo trên tường nè. Đó. Đó là hàng nguyên bản bên YouTube gửi về cho Trần Anh đó. Tại vì đợt này em được 100k sub lâu rồi, nhưng mà bây giờ nó mới gửi hàng về đây. Thêm một cái tờ giấy nữa này cô chú anh chị nè. Bạc nè, vàng nè, kim cương nè. Ồ, có hộp sách nó rất là đẹp nha. Đó, thêm cái này, thêm cái giấy chống ẩm, vứt đi. Thêm một cái tờ giấy nè. Nè, hộp sách của em đó đây. Nói vậy thôi. Anh chị thấy không? Nói chung là được cái kênh mua bán ô tô á, kinh doanh đó, nói về lĩnh vực về kinh doanh đó, mà người mà được cái này thì phải nói là trong thị trường Việt Nam thì chắc được 1 đến 2 người. Nếu mà nói về lĩnh vực về vlog, lĩnh vực về mà để vui chơi giải trí thì rất là nhiều, nhưng mà lĩnh vực về kinh doanh mua bán kinh ô tô thì chắc là được ít lắm, hiếm lắm, được 1-2 người là có nút bạc YouTube rồi anh chị ạ. Tại vì cái lượt mà người ta đăng ký kênh của mình á, nó rất là chậm, chứ nó không phải như là những cái kênh giải trí. Những cái kênh giải trí người ta đăng ký rất là nhiều, cho nên là mau được cái nút vàng, nút bạc, anh chị hiểu không? Mà còn cái nút kinh doanh á, nếu mà nói mà đến thời điểm này á, mà được cái nút này thì phải nói là cả một thành quả lớn lao. Anh chị biết không, Trần Anh làm 7 năm, chưa tới 7 năm đâu, 6 năm mấy, 5 năm mấy đến 6 năm, đó mới được. Với được ngày hôm nay đây nè, anh chị không, bao nhiêu là vất vả nè. Anh chị ở phía sau là nỉ nè, đó sau là chúng ta sẽ có cái móc treo nha, có những cái lỗ treo nè và giấy tờ nè. Đó, giấy tờ nè. Có lẽ người hâm mộ đã tìm thấy bạn trong lúc tìm kiếm YouTube, biết về bạn qua lời người bạn hay phát hiện. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến sự phát triển cộng đồng ngày càng tự hào tôn vinh cột mốc được 100.000 người đăng ký bằng giải thưởng người sáng tạo. Rồi kèm thêm một cái danh thiếp. Cái danh thiếp phần thưởng này được kiểm tra và đóng hộp tận tình bởi Ricky. Nếu phần thưởng của bạn bị hư hại trong quá trình vận chuyển, bạn có thắc mắc gì, xin mời liên hệ đến YouTube Rison shopandwear.com. Ok, không quan tâm. Đó, vậy thôi. Anh chị thấy đẹp chưa? Ok nha. Đó là nút bạc YouTube của Trần Anh ô tô đây. Ok chưa cô chú anh chị? Quá là tuyệt vời nha, chúc mừng cho Trần Anh ô tô nha. Này mai ra treo ở salon cho nó đẹp nha bà con nha. Nó luôn luôn cập nhật về những mẫu xe mới nhất và em sẽ bán xe cọc nhất cho bà con của bác luôn. Ok chưa? Thôi Trần Anh làm clip tới đây thôi, đó là đập hộp nút YouTube cho cô chú anh chị coi nhá. Cái này em thấy nó bằng nhôm ạ. Cái này là nhôm. Cái này là nhôm phay nè cô chú anh chị, nhôm phay xước nè. Trần Anh ô tô anh chị thấy không? Đó là nhôm phay xước nha. Ở đây thì là kính nè. Cái kính là cô chú anh chị nè. Và ở đây cắt thêm một cái chữ này nữa.
Cái này thì nó là biểu tượng tượng trưng thôi, nhìn nó cũng được. Thôi vậy thôi, thôi Trần Anh kết thúc chương trình tại đây này nha. Em see you and good.